không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Bây giờ cô qua đó tôi nghĩ vẫn còn kịp đó. Anh muốn tôi qua đó hả? Tôi nghĩ là cô nên cho anh ấy một cơ hội. Định mệnh rồi. Không liên quan đến tôi. Cô tìm tôi hả? Phải. Đáng lẽ tôi đã lên xe đi tới sân bay rồi, chuẩn bị qua Thượng Hải gặp khách. Nhưng không ngờ là đúng lúc tôi gặp cô xuống xe. Gặp khách quan trọng hơn, anh mau đi trước đi. Dù sao cũng đến rồi, cô nói luôn đi. Tức là vậy. Tôi đã xem đoạn phim của anh rồi, rất cảm động. Tôi từng tuổi này chưa có người con trai nào vì tôi làm như vậy. Nhưng tôi khác với anh, tôi không còn nhỏ nữa. Mỗi một bước đi của tôi cũng phải suy nghĩ thật kỹ, bởi vì tôi không muốn bị tổn thương, càng không muốn làm tổn thương người khác, nhất là anh. Hai người ở bên nhau không những chỉ là chuyện của hai người đâu. Người nhà của anh sẽ nghĩ thế nào? Gia tộc anh lớn vậy, chỉ có một người cháu. Đợi tôi trở về, chúng ta phải chính thức quen nhau một lần. Tôi chưa nhận lời anh mà. Đi đây. Cô đơn lẻ loi. Mệt quá. Cô đơn lẻ loi vì bản thân. Chết tiệt mà. Alo. Sư phụ. No. This way. Đối diện mới đúng. Chỗ này ghi là tòa A mà. Phải, đáng lẽ là tòa A. Sau này thay đổi rồi, không phải đến đó trong điện thoại rồi sao? Giúp một tay đi hết. Được, khiên đi. Thôi sớm đi. Miệng anh xoay như trong trống rồi. Vậy cái cũ anh có bỏ không? No, không cần đâu. Tôi thích hai cái sắp vào ngủ chung với nhau, thoải mái nhân hai. Không được hả? So lucky. Nệm vừa đó tôi mua chung với anh mà, cần gì đổi chứ. Tôi nhiều người ngủ qua thì đáng chứ. Anh mặc kệ tôi đi. Tôi đang bận ha. Anh tìm đường nhân đi. Vậy ha.
gì chứ, niệm giường 4,5 tấc. Khi không sao lại có niệm giường 4,5 tấc? Anh tặng người ta hay người ta tặng anh vậy? Nè, niệm giường chứ không phải là ra giường. Chất liệu gì, hiệu gì chứ? Ai khỏi nói nhiều nữa, gửi hình qua xem, có hình có chân tướng. Alo. Mất lịch sự thiệt. Đường Nhân. Đường Nhân à. Hello. Còn tưởng là anh trốn tránh mặc kệ tôi chứ. Làm gì có. Uống ly trà trước nha. À, phải rồi, biểu hiện của Dương Lâm thế nào hả? 4 chữ. Chưa đạt yêu cầu. Hả? Có những chuyện này sao? Ê, nhưng mà những chuyện nghệ thuật cơ tôi không rành cho lắm nha. Chưa đến điểm đích, tôi cũng không dễ dàng bỏ cuộc Dương Lâm đâu. Nhưng mà anh á, thì tôi chưa chắc nhịn được đâu. Ê, cho tôi chút thời gian đi, đừng nóng lòng quá mà. Vào đi. Em ready. Hả? Con zombie gogo này rất là giống Amy đó. Như là lấy gương mặt của Amy vẽ ra vậy đó. Y chang luôn thì có. Ngưỡng mộ chết đi được. Amy của chúng ta đã hạ gục được giáo chủ game thủ. Thôi đừng nói mấy chuyện này mà. Đâu những là giáo chủ, còn là cháu của động sự trưởng nữa đó. Amy được gả vào hào môn, chị em mình nở mặt rồi ha. Ồ. Này cô Mét, không phải rất thân với Định Vũ hay sao? Không quen. Ê, anh còn quen những trai tốt như vậy, có thể giới thiệu cho chúng tôi được không? Tôi lấy, chọn tôi. Phải, công ty có nhiều việc lắm. Đứa nào đứa nấy đều tham lam, tránh ra. Tôi nói chơi thôi mà. Chuyện gì vậy? Ê, cô Mét, thiên vệ chúng ta gả con gái, hôm lễ có phải do mình tổ chức không? No, really? Oh my god, hôm lễ tất nhiên là mình tổ chức rồi, làm trầm rộ lên luôn. Chiếc giường tôi mua, ok? Tặng luôn giường vui quá à. Tiền mặt đi. Bao luôn cổ hormone cũng được. Tôi bao cô lễ phục, dương miệng, trang sức luôn. Đàn ông thông minh cỡ nào cũng không thoát nổi màn nhện. Nhưng tôi lại không ngờ chọn qua chọn lại, cuối cùng lại mời tiệc cái thì chắc chắn không có heo sữa đâu. Nhưng trí qua chúng tôi là con trai một, dù sao cũng phải có hậu. Tôi lại không biết cô cấu tạo bằng gì. Hay làm vậy đi, cô đi làm kiểm tra đi. Nếu may mắn không có chuyện gì thì đông lạnh trứng trước đi. À, còn nữa, có thời gian lên phòng luật sư ký giấy cam kết trước hôn nhân luôn. Giấy trắng mực đen ghi cho rõ. Cô biết rồi, mắc công có người trở mặt như chơi đó. Đóng giấy vô tội mà. Không biết tiết kiệm giấy thì để cậu sẽ bị quỷ diệt đó. Qua đây. Nè nè nè. Đừng mà, đây là công ty đó. Giờ tôi đám cưới anh vui lắm sao? Vậy giờ cô đám cưới muốn tôi buồn sao? Bây giờ tôi nhìn thấy anh vui thì tôi đột nhiên rất không vui. Nhét tới cả phòng đều đầy giấy xúc, thất đức luôn. Thằng mập này, anh nói ai vậy? Sau khi đám các cô tới đây rồi á thì thường xuyên bị nghẹt trong toilet đó. Ăn nói bậy bạ, chứng cứ đâu? Thì ra cô còn rất nhiều đồ để quên trong nhà tôi đó. Không lấy nữa, bỏ hết đi. Tuyệt tình vậy sao? Lần trước cả ly mì nhét vô hết trong đó luôn. Liên quan gì tới tôi chứ? Tôi chỉ muốn đi ăn đá bào thêm lần cuối thôi. Điên rồi. Trùng hợp gì? Tôi cũng vậy đó. Mọi người đều là người của thiên vệ, không tự đánh người của mình. Tóm lại, dự án Tayo tuyệt đối không thể có sơ suất. Hai team các cô nhất định phải hợp tác suôn sẻ. Tất nhiên rồi. Of course. Tốt, tôi đợi tin vui của hai người. Bye. Bye. So, dự án Tayo ngày mai vẫn chưa được công bố. Muốn ăn được miếng đầu thì phải lập tức ra tay. Yeah. Đại Dương bất động sản này cũng khó chịu dữ lắm đó. Nghe nói cô ta hôm nay 2 giờ lên công ty đi họp đó. Vậy thì tốt rồi. Hợp tác vui vẻ. Yeah, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chị Mandy, Peter đã chuẩn bị xong. Ngày mai tay ô tô nhất định phải có được. Cô nói với Peter, bất kể dùng cách gì, team của mình nhất định phải nắm được dự án này. Cơ hội đến rồi.
Tôi phải nói cho đàn bà đó nghe, chúng ta tài giỏi cỡ nào, nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn rồi. Vậy chúng tôi phải làm gì đây? Nè, trước tiên nha, cô nhớ là đừng có trang điểm quá mạnh, bởi vì đại dương bất động sản không thích đàn bà đâu. Tôi biết, bởi vì đại dương bất động sản là đàn bà. Good, 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 good. Là nụ cười đây rồi, duy trì. Ok, relax, thả lỏng đi. Đừng để cho mình bị áp lực. Con trai, relax. Thật ra tôi chưa từng làm qua dự án lớn như vậy. Don't worry, tôi sẽ hỗ trợ cho cô mà. Đến đó gọi tôi sẽ càng quyết giùm cô cho. Cảm ơn cậu Matt. Trước đó tôi cũng đã từng phụ trách qua nhiều dự án bất động sản. Cẩn thận đối thủ của cô đó. Đối thủ của chúng ta không phải là công ty khác, mà là Peter. You got it. Cuộc họp của đại dương bất động sản hình như còn họp lâu lắm đó. Hết cách thôi, tôi ngày mai mới tới vậy. Nè, anh có cần về nhanh vậy không? Cậu Matt, Peter vừa mới về, hình như có gì đó kỳ lạ lắm. Trả thang máy, đi ngay. Dạ. Đợi đã. Cái này đi. Da cô trắng như vậy sẽ đẹp lắm. Muốn ra tay thì phải trang bị bản thân cho thật tốt. Có chơi qua trò nàng đối chưa? Con người lúc có mặt của khán giả sẽ trở nên dũng cảm hơn. Tôi làm quen vai diễn nhỏ, còn xa vời với vai diễn chính lắm. Cô tin tôi không? Tôi cảm thấy cô có thể đi xa hơn. Anh thật khéo ăn nói quá. Cô tưởng tôi đang dụ cô sao? Tôi chỉ tin vào tầm mắt của mình mà thôi. Sao cũng được, cảm ơn anh. Nhưng nghĩ lại, cố gắng lâu như vậy rồi, cũng chỉ nhờ vào bản thân, cũng đã mệt rồi. Cô có tôi mà, hiện giờ tôi đang giúp cô đó. Mệt quá. Tôi Trạch Cơ. Đừng có gọi họ tên lớn tiếng như vậy, Thái Tư Kỳ. Sao rồi, anh chết được chưa? Có cần gọi xe cứu thương không? Vậy thì không cần đâu. Sao rồi, hình như anh đi hết 6 lần rồi. Là 9 lần đó, phá hết kỷ lục cá nhân từ trước tới giờ. Tôi ăn hết 3 ly đá bào xoài tôi cũng chưa đi. Giờ anh chỉ liếm chiếc muỗng thôi mà anh cơ địa gì vậy chứ? Cơ địa của cô tốt hơn. Thì ra bây giờ trễ lắm rồi. Đúng hả? Cũng trễ rồi. Thôi thôi, đừng lãng phí nữa. Come on baby. Bỏ đi. Sức cởi quần anh còn không có nữa. Nếu về cô thì sao? Để trong lòng. Quen sao? Là gì?
má của baby, má chồng tương lai. Ông Hàng làm phiền nhìn qua bên này chụp hình nha. Không được. Hôm nay cô đẹp lắm, phải tự tin với bản thân. Mặc kệ ống kính, cứ để cho họ chụp đi. Bên này nè ông Hàng. Cảm ơn. Helen. Hi. À không phiền cô nha. Xin chào. Anh đó, tại sao buổi triển lãm của chú là anh không đến? Lần trước anh phải đi mua đồ. Mua gì đây? Tòa nhà ở đường Tuấn Tài. À, giới thiệu với em, bạn của anh, Danh Hà. Chào cô Helen. Chào cô rất đẹp. Tối nay đêm Vena đầm của cô đẹp lắm. Cô xứng với anh không? Gần đây bận gì đây? Lau mồ hôi đi. Sao rồi, được chưa? Hối cái gì chứ, anh hối gì chứ. Anh Bằng đang giúp anh rồi mà. Nè, uống miếng nước đi, uống miếng nước. Nếu tôi bị bắt rồi, nhưng chúng tôi chăm sóc bà của tôi nha. Bà tốt lắm, chỉ là ăn hơi nhiều thôi. Tính chất của bà cởi mở lắm, rảnh rỗi là thích chửi người ta. Không đâu, anh sẽ không sao đâu. Giỏi thiệt, hát được rồi. Vào coi. Địa chỉ là Đạo Thọ Thần Sơn. Chỗ đó là khu cao cấp đó. Hả? Đại Dương Hột Xoàn Lam Thiên. Lam Thiên thì có quan hệ gì với Lam Lam chứ? Là người tình đó. Sao Lam Lam không tiếc thân mình vậy chứ? Ê, chậm chút. Họ là cùng họ mà. Là con gái của ông ta, không phải là bạn gái. Hèn gì chị Kiki không nói cái gì hết. Nhưng thì đã khoảng cách lại xa như vậy. Anh em mới bỏ đi, coi như đó là giấc mơ đi. Tại sao người ba lại đưa con gái đi châu Phi chứ? Dưới tay Lam Thiên có rất nhiều mối làm ăn, cũng là khách lớn của chúng ta. Công chúa của chúng ta cũng lớn lên từ lâu đài, cô ấy hoàn toàn chưa nhận thức được thế giới này. Phụ Dương đã giao con gái cho Kiki tới chỗ chúng ta làm nhân viên thực tập, sẵn tiện trải nghiệm cuộc sống của bình dân là như thế nào. Vậy cuộc sống ở cõi người của cô ấy đã tới giới hạn rồi hả? Yep. Công chúa bây giờ trở về triều rồi. Với lại ai đó cô ấy đi châu Phi hả? Bản thân Lam Lam à? Trời ơi, đi châu Phi làm gì? Quản lý động vật di dời đó hả? Ba của người ta dự định đưa con gái đi Nam Phi kìa. Phải đó, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bị anh nói trước rồi. Quả là anh Hùng đều nghĩ như nhau. Nếu như vậy đi Nam Phi cũng hợp lý thôi. Nam Phi ở ngoài nhiều bào ngư ra còn có rất là nhiều mỏ hột xoàn đó. Thật ra con gái nối nghề cha cũng là điều đương nhiên thôi. Là Lam Lam bằng lòng hay không bằng lòng đi nữa, đây cũng là chuyện nhà của người ta mà. Cô ấy không muốn đi, cô ấy muốn chúng tôi đi cứu cô ấy mà. Tôi hiểu, tôi cũng rất xem trọng mọi người. Mạo hiểm đi, hắt dòng máy tính của công ty người ta. Ý của tôi đó chính là mọi người có từng nghĩ làm thế nào để cứu cô ấy? Sau khi cứu xong rồi thì sao hả? Cha con người ta trở mặt hay sao? Được rồi, khi ông Lam truy cứu lên thì chúng ta xử lý thế nào? Chính xác. Cho nên là làm ơn mọi người, hãy tan ca giùm tôi đi mà. Chết tiệt mà. À, Peter đi đâu rồi? Sau khi Peter ra ngoài rồi không có về. Đấu với tôi, cậu chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Chết chắc. Thời thế bây giờ, chia từng tòa nhà đáng đưa chơi nhất. 2,8 tỷ thôi. Thu mua hết cả tòa nhà không đủ 200 tỷ đâu. Ừ. Nội địa bên Mỹ tổng sản lượng chỉ 9 năm thôi. Anh nói có giảm lãi không đi? Được thôi, bye bye. Có lạnh không? Ừ. Thực ra Tây Quan cũng tốt lắm, chỉ là hơi xa một chút. Cũng phải, thêm vào đường nhỏ lại có nhiều cua. Xin lỗi nha. Thật gian toàn vào đi. Thật ra
Hôm nay mua nhiều đồ như vậy, tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh. Không được. Tại sao? Nếu cô trả tiền lại cho tôi thì sau này không còn cớ hẹn cô ra ngoài rồi. Bà xã, anh đã về rồi, đã đưa người bạn về. Cô trai đâu? Cô có nhớ bà không? Hay là ăn đồ trước đi, em có mua cháo mà anh thích ăn nhất. Mất linh hồn, mất linh hồn, mất linh hồn. Dễ biết bao nhiêu tranh rồi cũng nói mất linh hồn. Anh là học sinh ưu tú, anh là học sinh ưu tú của Thượng Hải, năm nào cũng được lãnh học bổng. Cô Nhan Châu Địch đó rõ ràng là khinh thường anh mà. Anh đừng vậy mà. Những người họa sĩ mới mà cô ta đề cử toàn là con nhà giàu. Ý gì chứ? Giàu có là biết vẽ, có tiền là có khí chất rồi. Những người tầm thường như anh xác định suốt đời chỉ vẽ tranh rẻ tiền thôi. Người ta nhìn anh thế nào thì mặc kệ đi. Anh phải tin bản thân của mình chứ. Em cũng tin anh mà. Anh không muốn đi nịnh bợ họ đâu. Đâu có ai bắt anh đi nịnh họ. Anh vẽ những gì mà anh muốn vẽ, nhất định sẽ gặp được bá lại của anh. Anh thật sự là mệt lắm rồi. Đừng vậy mà, còn một chút thôi. Kiên trì luôn đi, anh làm được mà. Để anh bình tĩnh một chút đi. Lại uống cà phê đen. Dương Lâm dạo này tạo rất nhiều áp lực cho bản thân. Tối qua không nói lời nào, hút hết cả gói thuốc. Nhìn thấy ảnh như vậy tôi đau lòng lắm. Đau tim thì phải đi khám bác sĩ nha, có thể sẽ phải mổ đó. Những gì chúng ta cần làm đã làm hết rồi, tiếp theo phải dựa vào bản thân của anh ấy, hiểu chưa? Sao rồi, cậu có hay không? Tôi thì tất nhiên hay rồi, có gì đâu lạ. Tôi đang nói làm đó. Mọi người coi xong điều đó là hay. Vậy sao? Phải đó. Ông chủ của Mạch Nhiên thì nói là phải làm thêm quảng cáo nữa, tập giày Ngẫu Thiên Thành ngọt ngào của buổi hẹn hò bất ngờ. Tôi nghĩ làm chưa chắc quay đâu. Không phải chứ, cô ấy dễ thương như vậy chắc nổi luôn đó. Nổi sao? Chúng ta đã quá chuyện không thể thành có thể mà. Đường Nhân à, nhờ anh dụ cô ấy đi. Thực ra là phải xử lý ba của làm trước đã. Ba của cô ấy? Ba cô ấy? Ba cô ấy mỗi tuần thứ tư đều tới quán Hoàng Cực để uống trà. Hay vậy làm ơn, chúng tôi muốn gặp ông Lam. Ông Lam không rảnh đâu. Nhanh lắm, không phiền mấy nhiều đâu. Làm ơn đi mà, làm ơn đi mà. Không phiền mấy đâu đâu, thiệt đó. Ông Lam không rảnh. Làm ơn đi mà, làm ơn đi mà. Bây giờ ông Lam không rảnh. Đúng rồi, hai câu thôi. Cho họ vào đi. Đúng vậy, Lam quả là không rành về bia, nhưng mà cô ấy rất có năng khiếu về sự diễn xuất. Bắt cô ấy đi Nam Phi đối mặt với mổ hột xoàn có ổn lắm không? Phải đó, Lam cũng không muốn đi Nam Phi mà đúng không? Ông Lam, ông là khách hàng lớn của chúng tôi, ông nên hiểu được năng lực của chúng tôi mà. Chúng tôi rất tự tin sẽ biến Lam trở thành người siêu nổi tiếng. Chính xác, đây chính là một cơ hội rất tốt giúp Lam xây dựng lòng tin người làm cha như ông. Cái gì đây? Dạy nó bỏ kinh doanh cho tàu ngàn tỷ, ảo tưởng làm ngôi sao nổi tiếng hả? Đúng là hoang đường. Ông Lam à, có rất nhiều ước mơ là xuất phát từ sự hoang đường đó. Nếu như ông thương Lam thiệt thì ông nên trao lại quyền lựa chọn cho cô ấy, để cô ấy quyết định con đường tương lai sau này. Cậu nói đúng. Nói đúng là không biết chọn lựa. Lam, lên tiếng đi, đừng để người ta khinh khi. Say something. Không có Lã Bất Di thì không có Tần Thủy Hoàng. Không có Tần Thủy Hoàng thì không có thống trị sáu nước. Tôi Đường Nhân thề phải làm Lã Bất Di. Đừng có kiêu ngạo như vậy, có thiệt không đó? Tôi kiêu ngạo thiệt chứ không phải là giả đâu. Kiêu ngạo là bởi vì tôi kiêu ngạo nổi, vì tôi là cực phẩm. Anh muốn làm Lã Bất Di, nhưng mà anh họ Đường, tức là Đường Bất Di, Đường Bất Lắc, dễ thương hơn đó. Ý, hài gì mà nhạt nhẽo vậy? Sao, đi ăn phải không? Không ăn, trừ khi anh trả lời tôi đi. Lại sao nữa đây? Anh và Julian rốt cuộc có giao dịch gì? Sao cô ta lại giúp cho Dương Lâm? Sorry nha, trước khi luật sư tôi đến, tôi sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào. Bây giờ anh nhất định phải nói. Những gì anh nói sẽ dùng giấy và viết ghi lại để sau này làm bằng chứng.
Nói đi, anh có lỗi cho cô ta không? Không có mà. Tội nghiệp quá, ái phi chắc chắn là có rồi. Anh bị cô ta xâm phạm chỗ nào đây? Đừng có chơi nữa, xe tới rồi kìa. Chị gái thứ tư lại đến rồi à? Tôi muốn hỏi ông Hàng lần trước có từng đến đây không? Có. Anh ấy cho cô đó. Hôm nay may mắn lắm đó, đúng lúc tôi xuống đây tuần tra. Có thể đổi thì không đó? Được, trong vòng 60 ngày đều có thể đổi. Anh muốn đổi không? Oh my god. Oh my god. Dương Lệ Mỹ, what did you do? Hey hey, Dương Lệ Mỹ, hey hey, đứng dậy đứng dậy. Hey hey, get up. Get up, get up. Get up, get up. What are you doing? Thoải mái quá, tôi ngủ mất luôn. Quá đáng thiệt mà, còn chọn luôn nệm giường của nhà tôi nữa. Nệm giường của chúng tôi không những tốt, còn lợi dụng công nghệ khiến cho chất lượng giấc ngủ càng tốt hơn. Con người sẽ khỏe mạnh hơn. Phải đó, tôi ngủ một lát thôi, cả con người đã tỉnh táo rồi. Nè, gòn chân không là căn cứ vào đường cong và nhiệt độ, điều chỉnh độ cong, tiếp nhận tốt và thoáng hơi. Anh là người dùng, anh nói tốt có đúng không? Nệm của tôi tốt chứ? Tất nhiên là tốt rồi. Nếu như hai người đều biết dùng như vậy, tôi tặng thêm 20 năm bảo hành cho. Sâu đậm hơn đàn ông nữa đó. Wow, cái này quan trọng đó. Kết hôn rồi cũng khó nói lắm. Ai có thể bảo đảm người nằm chung có thể cùng nhau nằm 20 năm chứ? Vẫn nên là sung sướng thanh thản đi mua tấm nệm giường chắc ăn hơn. Really? Really? Oh my god. Tôi thật sự không hiểu. Tuy rằng có chí khấu, đâu cần phải liều mạng, chứ lại mua nhiều gối quá để làm gì? Bộ cô có 4 cái đầu nhiều tới vậy sao? Đầu người, đầu mũi, đầu vai, đầu gót chân, 4 cái đầu đó. Chà, bây giờ tôi mới phát hiện ra ha. Cô hại thiệt đó hả? Không phải, ôm nó ngủ đã lắm. Mua để làm quà hay tự xài cũng được mà. Xe của anh đậu ở đâu vậy? Oh my god. You see? Wow. You see? Có rất nhiều chuyện không thể lấy tiền ra tính toán được. Là nói tâm tư. Ý nghĩa là nếu có người con trai theo đuổi như vậy, tụi mày chết luôn đó. Thông thường trước khi hành hình đều có đùi gà ăn. Chuyện tốt đều như là pháo hoa vậy. Bla bla bla. Đốt xong là hết rồi. Tôi thật sự không hiểu, tại sao lại có nhiều người cứ phản cảm với người giàu kia chứ? Không phải phản cảm. Tóm lại cảm ơn anh dạy Trịnh Vũ theo đuổi tôi. What? Cô là người chung phe kia mà, không giúp cô thì giúp cho ai đây, right? Yeah. Tức là nói tôi mang đồ lên công ty anh ấy là cố tình rồi. You are welcome. Không cần bao lì xì cho tôi đâu. Tôi hiểu mà, đừng khách sáo. Yeah, yeah. Cảm ơn nha. Nè, lần trước đi đến hội trường, Trịnh Vũ ở đó thiệt đó. Sẵn tiền anh dạy anh ấy hẹn hò như thế nào, kêu anh ấy cho nhiều thành ý vào, lái một chiếc máy bay riêng lớn rước tôi đi Alaska ăn cua. Ê, anh kêu nếm mua luôn Thiên Duệ, tôi có thể làm CEO rồi. CEO ơi CEO, chúng tôi tới rồi. Let's go. Miếng kiến cũng cảm nhận được cô. Làm chiêu làm trò hả? Tôi đã tới đây rồi, trò chuyện một chút với tôi có được không? Anh vừa xuống máy bay đúng không? Mặt anh mệt lắm. Mà thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ cô đó. Sao vậy? Tôi vừa ăn xong kem sầu riêng hôi lắm. Ngày mai là chủ nhật, nếu có hẹn rồi
thì quỷ đi. Sáng mai tôi tới đón cô. Rồi, đừng sớm quá nha. Ấy, cho tôi thêm 5 phút đi. Nghe luôn bài này. Cô mới đúng đó, giúp tôi qua ải của sư thái diệt tuyệt nè. Mình là chị em tốt, không được nói những lời này nha. Phải đó, tóm lại trước đó chúng tôi từng nói có chuyện xui thì cùng ganh, có phúc thì cùng hưởng, còn gói cùng ngủ. Cô bị sao vậy Mi? Cô ăn kem sầu riêng gì chứ? Con phải bỏ thiệt đó, bởi vì chuyện hôn hết sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Phải đó. Cô không có cái bàn chải đánh răng thì cũng phải để xin gum vào túi đi chứ. Tôi đâu có biết bọn trẻ bây giờ lại manh động như vậy chứ. Dĩ Dũng à, miệng lưỡi của Dương Lâm có được không? Có công phu không? Cô nghe qua chưa? Môi trên vậy nghĩa là trọng nghĩa, môi dưới vậy nghĩa là nặng tình, môi dưới cô vậy kìa hảo sắc đó. Phải đó, hai cái xúc xích mà do Angela và Julie vậy đó. Baby baby của cô sao rồi? Tôi chưa tìm hiểu kỹ. Là anh ấy nhạt nhẽo hay là anh ấy bị yếu sinh lý? Tôi chỉ biết tôi bị rối loạn sinh lý rồi. Nè, tôi muốn hỏi các cô một vấn đề. Các cô thường nói đàn ông rất có mùi vị đàn ông, thật ra mùi vị đó như thế nào? Tôi chỉ ngửi được mùi nước hoa rất là nồng của anh ấy thôi à. Là ai đây? Tôi đang nói những người trước mà. Sao? Cái người chăn heo đó hả? Không phải. Cô hư quá nha. Amy, ngày mai cô ngày đầu hẹn hò phải không? Cô đã chuẩn bị chưa? Cần chuẩn bị gì chứ? Con chín kiếp rồi không có hẹn hò, không biết phải chuẩn bị cái gì nữa. Chuẩn bị, qua đây. Cạo lông. Phải cạo sạch sẽ nha, đừng cạo trúng người ta đó. Quan trọng là lông chân. Không nhìn phải nè. Lông chân. Mọi người không cần chờ, phải biết mà dạy lên đi. Mang vũ trụ nhỏ trong lòng cũng có cột giải phóng. Đúng rồi. Là vậy, sai gì mùi gì cũng có, mang đi dùng đi. Mang con xuống hả? Hết rượu rồi, con đi mua. Không cần đi, chị kia kia uống rượu phải mua sao? Được, các cậu ở đây chơi đi. Đừng đi một chút, ok, bye bye. Nhanh lên đó. Các cô đó, bây giờ là mấy giờ rồi hả? Ở cái bên là lối sùm, cái bên hàng xóm không phải ngủ rồi, các cô chơi hết rồi hả? Phải đó, người già như anh cần ngủ sớm. Không phiền anh, về đi. Đi đi, đến đây nè, cô không lấy rượu hả? Quên lấy rượu rồi. Anh bị gút, đừng uống nhiều quá cho tôi hết á. Ồ nè, cô đi đâu vậy? Cửa ở bên kia kìa, ok. Anh à, một mình anh ở tại sao phải khép cửa kín vậy chứ? Giống người đàn bà nào hả? Điên rồi, giống đàn bà gì chứ? Nè. Anh bị bệnh thu thập hả? Học người ta thu thập niệm dược, kinh ngạc quá. Tả tôi ra. Niệm dược tốt, mua thêm một cái coi như là thu thập thôi. So what? Vậy thì cho Amy đi, không cần nó mua thêm một cái. Phải đó. Tấm niệm này anh định tặng cho Amy phải không? Cái gì? Điên, không thể nào. Khi không lại tặng cho cô ấy làm gì, không thể nào. Anh thích nó. Nè, that's impossible, ok? No way. Impossible, ok? No way. Anh phải. Lúc đó Trương Nguyệt cũng nói là anh thích Amy. Trực giác của phụ nữ chuẩn lắm. Khi không sao cô ấy phải dù không anh chứ? I don't know. Muốn biết thì cô hỏi cô ấy đi. Trời ơi cậu mét à, tại sao anh rút lui không tiến tới chứ? Tên trai trẻ đó anh sợ hắn cái gì hả? Giật bồ người ta là chuyện hết sức bình thường, không ngồi tù đâu cậu mét. Gu. Ê, đừng có nói nhiều nữa mà, tỉnh dậy đi. Cô là bơm rượu mà, cô tiếp tục uống đi. Rồi, tôi không say đâu. Đi vậy đi mà. Rượu không say thì người tự say. Mở lề mà như vậy làm gì chứ? Tôi nói với anh bây giờ hành động cũng không muộn. Đi giật đi làm gì vậy? Những trai trẻ đó anh không cần phải sợ đâu. Cậu mét, tôi ủng hộ cậu. Gosh.
Đi đâu đây? Tới rồi. Ở đây. Xoay qua. Tinh. Có thích không? Cả chiếc du thuyền đều thuộc về em. Ăn uống thoải mái trên thuyền. Có của Alaska kìa. Anh ở thủy tinh tìm thấy vaccine sẽ phát tán lên iCloud. Oh my God. Lên sao đây? Đẹp quá à. Tỉnh dậy đi, trở về thôi. Họ đâu rồi? Đang dành toilet. Tối qua dì có nói vài câu với cậu Mát thì phát hiện. Dì cho con nói đã, cho con nói. Thực ra trước đó con rất thích chiếc giường của cậu Mát, bởi vì rất là thoải mái, nằm xuống không muốn dậy luôn. Sau đó con nghi ngờ mình thích anh ấy hay là thích chiếc giường. Nhưng sau khi con mua chiếc giường này về rồi thì con đã hiểu hết rồi. Tối hôm qua con ngủ ngon lắm. Thì ra bấy lâu nay con không có yêu anh ấy, con chỉ yêu chiếc giường của anh ấy thôi. Ok, thoải mái quá. Vừa rồi dì muốn nói gì? Dì muốn nói là hôm qua dì có qua bên cậu Mét lấy mấy chai rượu. Dì đang nghĩ có cần trả lại tiền cho cậu ấy không? Nhưng dì thân với cậu ấy như vậy, cần gì trả tiền chứ? Hả? Phải không? Không cần đâu, anh ấy bị quýt đâu uống rượu được. Yeah, you're right. Con phải thay đồ đây. Con nên mặc đồ gì đây? Dì coi giùm con điện thoại có reo hay không nha. Ok. Nè, con đi chơi vui vẻ nha. Ok. Ghê. Chúc mừng. Trước đó không phải em nói là muốn ngồi trực thăng sao? Lần đầu hẹn hò tất nhiên phải tìm hiểu kỹ. Em muốn anh biết em lớn từ đâu. Tiệm cháo này là em đang từ nhỏ tới nay. Có rất nhiều ký ức trẻ thơ. Chỗ này rất có tiếng tầm đó. Tuyệt. Tuyệt. Không nóng sao? Đổ mồ hôi tốt mà, sẵn tiện thải độc luôn. Anh thích đổ mồ hôi. Đừng ráng chịu nha. Chịu, sướng quá trời luôn. Ông chủ, cho thêm cái bánh ú mặn đi, làm nóng một chút. Đã qua nhiều ngày rồi, bác sĩ đó không có phản ứng thật sao? Má của anh ta không thích cô, không lý nào không phanh khui ra. Hay là bà ta cũng sợ cô phanh khui bà ta ra? Xin lỗi nha, tôi liên lụy cô. Chúng ta nên đi đâu đây? Là cô muốn đi đâu? Chỗ này quay đầu được không? Cứ làm lắm, mau lên. Tiểu thư, mau theo chúng tôi về đi. Theo chúng tôi về đi. Tiểu thư ạ. Buông tay đi. Tôi nhịn đủ rồi. Tôi là người thành niên, tôi có chí hướng tự do. Hai anh đi về nói cho Daddy nghe. Tôi sẽ không theo ba đi châu Nam Phi đâu. Tôi phải cùng bước đi với Thiên Duệ. Tôi phải tự mình quyết định. Đi về đi. Đúng là anh ở đây. Anh bị sao vậy? Sao anh không đi phỏng vấn chứ? Tranh mà cô kêu tôi vẽ, tôi thật sự vẽ không ra. Những tranh đó không phải phong cách của tôi. Tôi không thể đánh mất bản thân mình. Dựa vào đâu mà anh nói phong cách chứ? Anh có biết rất nhiều người muốn vào diện tranh của tôi mà không được. Nếu không phải nể mặt đường nhân, you are nothing. Cơ hội này nỉ về, tôi không thương tiếc. Nhưng chuyên gia như cô, đi chết đi. Tôi thà là suốt cuộc đời này đứng lề đường vẽ chân dung cho người ta, tôi cũng không muốn đi ứng phó những người giàu có phẩm chất như các cô đâu. Vậy thì anh đi vẽ suốt đời đi. Tiện nhân, cô còn mặt mũi sao? Phải, bên ngoài tôi còn có đàn ông khác.
Bà hay nói tôi không xứng với con trai bà. Bên ngoài tôi có một đống trai, bây giờ là con bà không xứng với Kiki này đó. Con trai bà đã ba mươi mấy tuổi rồi, mỗi ngày còn gọi điện cho bà báo cáo này nọ, ban đêm còn gửi những tấm hình tôi yêu má này nọ. Thôi đi, bà không thấy nhột nhưng tôi mắc ói đó. Biểu tôi lấy anh ta, sau đó nửa đời sau đối mặt với mẹ con bà, no way. Còn nữa, nghe đây, tôi 36 tuổi, tôi 36 tuổi, anh đi về. Bà muốn kiếm trai bao, it's fine. Nhưng tôi muốn nói với bà, nếu như lần sau bà đi biệt thự Đức Căn, nhớ nói tên chị Kiki này nha, được chiếc khấu đó, còn tặng một ly đá bào xoài. Thực ra giọng tôi là vậy, không có nhẹ nhàng, bởi vì cả nhà tôi đều cày ruộng mới có gạo, ăn đến bà già mà còn khỏe, sau đó đi chăn vịt đó. Bà lẩu dạ. Bye. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.